Thì trước mặt mình đây đang là một con iPhone 11 Pro. Mình sẽ cho mọi người xem cái email của nó nè, 5402973 nha. Cái con máy này khi cắm vào phần mềm bao tool, báo cáo xác minh thì nó báo đấy là con máy này đã bị thay cắm sau. Đây cho mọi người xem nha. Cái email của nó đây, 5402973 đây. Kích vào báo cáo xác minh này, cam sau đã bị thay thế này. Đó, đây là bọn nhân viên nó test xong, nó ghi đây, cam sau đã bị thay thế. Thì mình nói ở đây đấy là một con máy cũ, mình sẽ không thể nào biết được có phải là một con máy zin hay không nếu không mở ra và kiểm tra bên trong. Và nếu chỉ tin vào duy nhất cái phần mềm bao tool ấy, thì cái phần mềm bao tool nhiều lúc nó sai. Mình đã có những clip mình nói đấy là phần mềm bao tool nó chỉ mang tính chất tham khảo. Các bạn phải nhớ là nó chỉ mang tính chất tham khảo, chứ không thể đánh giá tất cả con máy này qua cái phần mềm bao tool được. Tại vì theo kinh nghiệm của bản thân mình ấy, thì mình nhìn con máy này là một con máy zin. Như bản thân mình nhìn thì con máy này là một con máy zin. Ví dụ như mình nhìn đấy là cái màn hình này, cái màn hình và phần khung vỏ này nó rất khít vào nhau này. Đó, nó còn nguyên cả những cái hạt bụi bẩn nó rắc ở bên trong này, nó rắc bên trong này. Tại vì cái máy này là máy cũ, đây màng mic của nó bẩn này, đó nó bụi bẩn két đầy này, đây nó két đầy này. Đó, cái ốc đít của nó này, cái ốc đít của nó, cái bụi bẩn nó vẫn két ở cái ốc đít này, nhưng nó chưa hề có hiện tượng bị tòe, mà cái độ sâu của hai con ốc là nó bằng nhau gần như là tuyệt đối nhé, nhìn này. Đó, bằng nhau gần như là tuyệt đối. Cái máy này còn nguyên tem của người bán nha, còn nguyên tem của người bán nha. App tăng đét, đây mình sẽ thử test app cho mọi người xem nha. Lâu lắm rồi mới test app. Đây, test app cho mọi người nhìn nha. Muốn chắc là dính cái mồm mà luôn. Đây cho mọi người nhìn nha. Đó, nó kéo môi dài ngoẵng ra. Thì mình nói luôn ở đây đấy là mình cũng không thể chắc chắn được 100% con máy này là một con máy zin nguyên bản. Tại vì đơn giản nhất đấy là mình bóc ra nhiều con nó vẫn còn áp zin. Mình bóc ra mình đóng áp nó vẫn căng như này. Mình vặn cẩn thận thì cái ốc của nó vẫn giữ được như này. Nhưng mình nghiêng về cái phương án đấy là con máy này là một con máy zin, hơn là phương án con máy này là một con máy đã bị qua thay thế. Đây thì bây giờ mình sẽ bóc cho mọi người nhìn nhé. Tem của họ vẫn còn nguyên đấy nhé. Cắt tem nhé. Bắt đầu bây giờ mới vặn ốc nhé. Cái ốc của nó vặn còn rất chặt nhé. Đây, các bạn nhìn này. Đó, ốc vặn ra này, két bẩn nó còn nguyên ở trong ốc này. Đây, phương án của mình đấy là con này đến, con máy này là con máy zin đến 98% rồi. 98% con máy này là con máy zin nguyên bản. Đây, các bạn nhìn thấy những cái két bẩn mà nó két ở bên phía rìa của con ốc không? Khi các bạn vặn lên này, nó sẽ phòi lên đây này. Đó, có nghĩa là cái con ốc này nó đã nằm ở cái vị trí này rất là lâu rồi nhá, chưa hề bị bóc ra nhá. Đây con ốc này, đó, nó nằm ở vị trí này rất là lâu chưa hề bị bóc nha. Và bây giờ mình sẽ bóc con máy này ra để cho các bạn xem nha. Mở như này thì mình chắc đến 98-99% con máy này là một con máy zin, và cái thằng phần mềm bao tool là phần mềm ngáo đó. Thế nên mình nói rồi đấy là phần mềm bao tool chỉ mang tính chất tham khảo, chứ không thể mang tính chất tuyệt đối được. Các bạn không thể nào tin phần mềm bao tool được, tại vì nó chỉ có mang tính chất tham khảo thôi. Nhớ là chỉ có tham khảo, tại vì nó không phải là của thằng Apple sản xuất ra. Đây nha, đây cái két bật của nó đây, còn nguyên ở cái viền này. Đây mình sẽ mở cho mọi người nhìn nha. Đang ngồi làm đống máy thì cái đống máy này là cái đống máy bọn nhân viên nó test xong rồi, thì cái đống này đấy là cũng con này là con hai tem nó vắt ra. Thì bây giờ mình ngồi mình chẳng may mình nhìn mình thấy sao đây là mẹ con máy zin đét. Thế bắt đầu mới ngồi làm clip đi nhá. Có thể đấy là mình sai, tại vì mình nói luôn đấy là ốc có thể vặn được để nó không bị tòe đầu. Thích nếu mà nó tòe đầu thay bà nó cái ốc mới, nhưng cái ốc này nó là ốc cũ, vặn cẩn thận thì có thể nó sẽ không tòe. Mở cứ mở trước camera này rất là khó chịu. Đây, đây mình mở cho mọi người nhìn nha. Đây, zin đét nha, zin nguyên bản 100% nhá. Đây nha, tôi áp zin này. Đó, áp zin này chưa hề bị bóc nhá. Tôi là thằng đầu tiên bóc nhá, tại vì khi bóc ra có những cái chỗ nó kéo nó rất là dính, thì đây nó sẽ để lại nếp nhăn này, có những chỗ nó rất là mịn này. Đó, bụi bung vẫn còn nguyên này. Đây, bụi còn nguyên này. Đó, nhìn chưa, bụi còn nguyên này. Ở đây chưa hề có hiện tượng bị cạy mở nhá. Chưa hề có hiện tượng bị cạy mở nhá. Đây sẽ mở thử cho mọi người xem đấy là bên trong đấy là các cái cáp connect nó có bị mở ra không nhá. Xem cái tuốc ba đâu. Này các con ốc này, cho mọi người nhìn các con ốc này.
nó còn rất ngay ngắn, còn bóng lộn nha. Đây, bóng lộn này, nhìn nha. Rất chặt. Con này thì là một con máy zin. Và tôi nói luôn đấy là đánh giá của tôi, đây là một chiếc máy zin. Đây. Các cái cáp codec này cực kỳ ngay ngắn vuông vắn nhá. Đó, mở tiếp cả camera ra cho mọi người nhìn nhá. Đang cần đeo găng tay để vệ sinh máy nên là làm như này nó hơi bị khó chịu. Bóc máy nó phải để tay trần cơ, bóc nó mới dễ. Còn bóc trước cam này nên là hơi khó. Nét căng càng càng nhá. Đây, máy đây. Đây là máy zin. Đối với tôi đây là một con máy zin nguyên bản. Đây là một con máy zin nguyên bản nhá. Đó, nhìn chưa? Nó đẹp như thế này. Thế cắm vào thằng phần mềm bao tu nó bảo đấy là con máy này đã bị thay cam này. Đã bị thay cam này. À. Nhìn nét như này mà nó bảo bị thay cam. Ô cái thằng phần mềm ngáo. Bản này bản 2 sim à. Con này con ZA bản 2 sim này. 2 sim vật lý. Mình thì mình cực kỳ thích bản 2 sim vật lý. Nói thật là mình cực kỳ thích bản 2 sim vật lý. Mà mua được bản ZA đấy không phải là dễ đâu. Mình nói luôn là không phải là dễ. Nếu như các bạn mua máy mới thì các bạn luôn biết đấy, bản ZA luôn luôn đắt hơn bản Mỹ. ZA luôn đắt hơn bản Mỹ. Tại vì sao? Tại vì dùng được hai sim vật lý. Đó. Con này dùng được hai sim vật lý này. Tôi nói thật đây là tôi trước tôi mua một con 13 Pro Max cũng bản ZA, hàng new chơi tiếp, vợ tôi nó chấn bà nó mất. Vợ tôi nó chấn mất thế là phải dùng cái con máy này, là con máy mà ông khách ông lên đời pin nó còn 88% này. Con 11 Pro Max à, con 12 Pro Max màu trắng bản ZA. Đây con tôi đang quay phim này. Đây hôm nay mình lấy thêm một con ZA mới đây. Đó. Đây, đang lấy thêm này. Tí nữa backup sang. Đang lấy bản 256. Đó. Đây máy zin zin nguyên bản nhá. Đây là zin nguyên bản nhá. Thế mà phần mềm bao tu nó bảo đấy là cái máy này đã bị thay cam sau. Đây zin nguyên bản đây. Phần mềm bao tu nó làm phần mềm của bên khác. Nó làm phần mềm của một bên khác, nó không thể nào chính xác được tuyệt đối. Các bạn nhớ là chỉ tham khảo chứ không thể quyết định được cái phần mềm đấy, nó sẽ quyết định cái máy của các bạn là máy zin hay không zin. Nhớ nhá, cái phần mềm đấy nó không thể quyết định được cái máy của các bạn là máy zin hay không zin đâu. Mình nói luôn đấy là có những lúc nó đúng nhưng cũng có những lúc nó sai. Có những lúc nó đúng, có những lúc nó sai. Ngày trước mình đã từng chứng minh rồi, và có một cái lần đấy là nó còn ghi đấy, tất cả những cái máy đều là thay pin 11, 11 Pro, 11 Pro Max, hàng zin nó ghi là thay pin đấy. Có nghĩa là cái phần mềm đấy có lúc nó đúng, có lúc nó sai, mà đã có lúc đúng, có lúc sai ấy, thì không thể tin nó tuyệt đối. Nhớ nhá, sẽ không thể tin nó tuyệt đối, nhưng vẫn nên tham khảo. Mình nói luôn đấy là các bạn vẫn nên tham khảo cái phần mềm đấy, tại vì phần mềm đấy là một phần mềm của một hãng, của một cái nó gọi là cái gì nhỉ? Của một thằng có kinh nghiệm lâu năm. Kinh nghiệm lâu năm, nghĩa là nó làm rất lâu rồi. Đó. Có thể đấy là tham khảo nhưng không thể tin tuyệt đối. Đó. Đây hôm nay về này, có được con 12. Đây. Có con 12 new này. Máy new chế tiếp. 12, đây có 12, 12 Pro Max. 12, 12 Pro Max đây, 12. Đó, 12 Pro Max. Còn đây là thêm được mấy con 11, mai mới về thêm được 11, 11 64GB. Đó, còn hôm nay là 12 Pro Max 128. Lấy được con này. Vợ nó có rồi. Con này sẽ không bị chấn nữa. Tí backup sang. Sau này quay vào con này chắc nó sẽ nét hơn. Nói thật đấy là mình thì mình không có nhu cầu dùng những cái dòng máy đời cao. Đối với mình iPhone XS Max thôi là đủ. iPhone XS Max thôi là đủ. Tại vì đơn giản nhất đấy là có mỗi đấy là Facebook. Mấy cái trò chơi linh tinh, thêm cái trò liên quân nữa, hết. Chẳng có nhu cầu nữa, xem YouTube hết rồi. Tôi chẳng còn cái nhu cầu quái gì khác cả. Mẹ máy người ta đẹp như này mà bảo đấy là thay cam sau. Vô bà. Đẹp không? Nhớ nhá,
chỉ mang tính chất tham khảo, không mang tính chất quyết định. Đây, nó đây. Sau khi tôi mở ra tôi đóng vào đây, nhìn cái ốc này. Đây là tôi vặn rất khéo nhé, tôi vặn cực kỳ khéo mà cái tuốc của tôi là tuốc mới nhé, tuốc mới này. Đó, ốc nó đã có hiện tượng đã bị cạy mở này. Đó, vặn ra cho mọi người xem nhé. Đâu còn cái két bẩn vừa nãy nó pòi lên nữa đâu, các bạn nhìn thấy không? Đây. Đâu còn két bẩn nó pòi lên nữa đâu đúng không? Đây là cái ốc tôi vừa vặn ra đây. Cái ốc tôi vừa vặn ra đây, đúng email đây nhá. Email đây nhá. 5402973 nhá. Đúng cái ốc tôi vừa vặn ra nhá. Thế nên là cái ốc mà nó két được như thế đấy, nó két bằng cái bụi bẩn ở phía trong ốc mà nó khi vặn lên các bạn thấy nó pòi hẳn ra được đấy. Có nghĩa là cái bụi bẩn đấy nó nằm ở cái vị trí đấy rất là lâu rồi. Đó. Còn nếu bóc ra, vặn ra rồi đấy thì lần sau vặn các bạn sẽ không thể nào thấy được cái đấy nữa. Thế nhá.